I am here at Momofuku. This is how it looks. They also have different areas over there, and then the bar stations where you can see the chef. Yeah, you can take it.
Like what? Or belly. Like the shared one is okay, but it's like smell. Let me take it to the chef's. Like what kind of smell? No, it's like not professional. Like smell like about the game. Oh, okay. Let me show the chef's to see what it looks like. But we could always remake it if you want. No, we don't think we can do another. Okay. Just let me know if I can get you anything, okay? Nó làm tôi mỏi. Nó làm tôi mỏi cho mình, nó nói là cái. Cái món này nó bị thúi. Nó đi tìm lại đi. Thì nó tự biết điều, nó phải làm. Bọt lên thì đương nhiên lấy ra vô vậy thôi. Thịt mà. Không thích thịt nhà mình đâu.
để tôi lên dưới thì nó cũng đó là cái Costco. Costco nó hơi lẻ, phải Costco nó rẻ, bởi vậy mua hàng thịt bên này mà ngoại tôi thường hàng mà nó không có bị ấy, nó mắc tiền. Thì vitamin gì? Hôm bữa con với em nhỏ làm á, cũng vô đây nè, qua đây hồi lúc sinh nhật con á, cái phòng ở đây trả gần 500 à, vô nghe mùi thuốc không, có rịnh có rễ gì đó, ta gọi xuống cái đó nói nó không làm được gì đâu, thì nó đuổi con cái báo nó nói tao hả, tụi tao hết, tại lúc đó là đợt lễ. Yes, sir. Thank you. July 4 tao phát tổng. Cái thế là nó đau đổi rồi, nó nói tao sẽ cho tụi bay 50 đồng tiền đi ăn. Cổ đau cửa. Đó. Mà ở một nơi một đêm gần 500 á. Chứ phải hai đêm. Còn cái nhỏ nó xe ra nói phòng nhìn bình thường, mà khách sạn này cũng gọi là khách sạn 5 sao, sang trong khách sạn, mà cái service của nó không có tốt bằng cái bên cái chỗ lúc đầu nè. Cái nào thấy nào cũng cần.
Trái này được. Nhưng mà nãy giờ con ăn cái nào cũng chai. Có mấy chậu nó nướng khô em, cái đem luộc. Reo rồi nó hết chết chết rồi. Đem khui rồi. Mà có mấy chậu nó ướp ngon cực kỳ. Tại là nó không ướp, chỉ đắp này lên rồi. Nó ướp nhẹ. Có mấy chậu làm này ngon. Ăn phụ quân đi. Cay vậy trời. Đây 3, 4 cái sẽ nhắc. Đang có gì ăn mà nhiều. Chỗ này đúng thứ thiệt mà ăn nó mạnh tay lắm. Mấy chỗ khác nó làm sao không có cái. Ớt thì tốt, vitamin. Mà cái hạt nó nguy hiểm, hạt không có tốt. Hạt nhiều quá không có tốt. Bỏ hạt.
know if we go anything connect to the different hotel or have to go outside? By the Aria. Oh wait, through here? No. But I think there's a bridge to the Aria. Oh yeah, we went there. Yeah, okay, yeah, thank you. Mình phải đi ra ngoài. Chỉ có cái khách sạn này với nhau là đi qua cái cầu. Còn muốn ngồi ở chỗ khác nữa là phải đi ra ngoài đường. Ở đây còn nhiều cái khách sạn con chưa ở đây. Giống như cái chỗ Paris Paris nó giống cái Pháp, chưa bao giờ đi vô đâu. Mà thường mình đi đó mình phải quay mấy clip này mới vui. Rồi cái ông nổi tiếng là đi ăn lắm. Cái ông tóc vàng vàng. Thấy không? Mất rồi. Can I offer you anything, like any dessert or any coffee? What kind of coffee do you have? You could just do like a regular like hot coffee, or we could do like iced coffee. I believe we have like oat milk, or I could get you like a latte from next door. You can do latte. Latte? Yeah. What kind of latte? Like do you have flavor, like vanilla? I think I can only do vanilla at the moment. Okay. Vanilla latte. Thank you. Sorry, is anything for you, miss? Em muốn không nhau. Nó cấp ý thôi, ăn nghe một. Chứ mà khi nào mình đi đâu mình ăn cái gì mình thấy ổn thì phải cấp ý. Nó đòi offer nguyên một cái tô ramen mới, không có nó không cũng cần. Hôm qua giờ mấy ngày giờ toàn bị gì đâu. Ừ, tại con khó tính mẹ. Khó tính gì? Cái gì cũng đó luôn luôn. Đúng không? Ờ, mà Mỹ á, nó không có vậy nha. Mỹ nó ấy là nó ăn sao? Vậy đó. Con đi chỗ nào con cũng không biết. Phải không? Đúng mọi người. Nó ăn dở không phải nói. Thì mình góp ý họ mới biết. Con họ biết cái gì mình thật lắm. Mình nói vậy. Không phải mày biết sao không? Con có cái chủng ăn rất là cao. Phải là cái thơm ngon và cái vị nó đúng. Đương nhiên thôi. Mà có mình... nhiều người không có vậy. Cho nên lúc mà góp ý á. Họ biết ăn. Nhất là mấy thằng Mỹ hồi xưa con quen á, mẹ biết không? Miền của mẹ đều có cái gì mà tí thôi. Cái này bỏ ngay. Em con kể cho mẹ nghe. Hồi xưa con quen cái thằng đó, nó dẫn con nghe từ Thái. Thì mẹ biết rồi, con ở châu Á. Con đi ăn đồ Thái rất là nhiều. Đồ Thái đi qua Thái ăn luôn. Rồi đi du lịch thế giới mà. Xong rồi qua đây thì đương nhiên Thái nó nấu áo bằng ở bên Thái được. Mà càng ở chỗ Mỹ Trắng này là, hoặc là niệm mà Mỹ Trắng nấu nữa thì nó dở. Đúng không? Cái thằng nó dở con đi. Cái thằng hồi xưa con quen con nói chỗ này dở, nó hỏi ngon không, cái nó nói không có ngon lắm, ăn cũng được, cái nó nổi, cái nó nổi đi, quả nó nổi đi, nó nói sao mày nói hồi xưa nhà mày nghèo, mày mà giờ mày khó khăn quá vậy, ăn, tại vì cái chỗ đó là con nhỏ bồ cũ của nó, em cũng không ra thằng mẹ đang nguyên đó, dẫn nó đi, xong giống như là cái chỗ này chỗ ruộng của nó ăn nó thấy ngon, cái con chê, cái nó nói, cái nó nói nó làm cái này nọ con. Xong mà cái hồi nữa nó quá lố nha, thầy nó nói vậy, nó nói sao nhà mày nghèo. Rồi mày biết tao là hồi xưa ăn đồ hộp này nọ không, rồi tự nhiên cái nó lôi ra một đống luôn, nó làm nó giống như là nó nạn nhân vậy đó. Những cái đứa suy nghĩ quá tiêu cực nên nó sẽ đi sâu xuống, cái nó thấy cái mặt con nha, cái mặt con muốn quạo, thấy quạo mà con khóc, cái mặt con muốn khóc. Cái xong rồi nó thấy, ồ, tao chỉ giỡn thôi. Mà những cái thằng mà đầu óc á, đi du lịch thế giới tại vì nó chỉ ở trong nước mà. Trong nước Mỹ nó chưa bao giờ đi du lịch nước ngoài nữa. Tôi mà biết nói tao muốn cái chỗ này tốt hơn. Không, tại vì nó đã làm con khóc một lần rồi. Thì cái xong rồi cái những cái khác con quen á, là ví dụ như không ngon. Cái đó giống như ông Gary đó, ông nói là con bữa con với ông cũng đi ăn ramen, con nói chỗ này cũng bình thường, con thấy chỗ kia đi ăn ngon lắm. Thì ông nói là ngon hả, vậy mốt lần sau con phải đi với ông để ăn thử nha. Được, vẫn không đi ăn chỗ đó đi. Thấy không? Nhiều người ta suy nghĩ khác nhau. Mà người ta tích cực hay tiêu cực là cái cách trả lời với lại cái cách nhìn nhận. Tại vì ổng cũng đi du lịch thế giới rất là nhiều. Mày thấy ổng đi quá nhiều lắm. Đi Thái mà không biết mà. Xong rồi ổng vẫn không đi. Đúng. Nhưng mà là gọi là chấp nhận. Có nghĩa là ví dụ như không ngon thì con nói mẹ kia mà nói ờ vẫn tôi đi ăn chỗ đó đi. Được á. Vẫn chỗ đi ăn ngon hơn đi. Đi với mày thì để coi như thế nào. Còn đây thôi tôi dẫn mày đi ăn chê ý là cứ giống như là đinh ninh là cái định kiến của mình là đúng đó. Không có mở rộng đầu óc để mà là thu hấp thêm những cái mới, hiểu không đó. Thì
hai người hoàn toàn khác nhau. Cái thằng đó nó quá tiêu cực, cho nên là cái gì đó, nó cũng còn không thấy không ngon. Là nó nói là bọn khó tính quá này nọ. Nói thôi, còn ông này ổng đi nhiều rồi, ổng biết chỗ nào không ngon, chơi thẳng không. Nó dẫn ta đi chỗ đó đi, ta phải đi chung với mày để ta coi ta có thích hay không, ta chăm được. Đó, cái đó là cái hay. Cái đó bởi vì không thích. Người có mỗi cái suy nghĩ đó, suy nghĩ khác nhau. Tại vì vậy, suy nghĩ khác nhau là dành đi ăn. Con chê cái đó nữa. Không, thì bởi vậy ngay cả mà bạn bè đi, bạn mình bè phải nói cho nó mà em phải đứng chín. Không phải nói chê. Nhưng mà tao nói món ăn này nó không được ngon. Mà hơn con phải chê nha. Không phải chê, mẹ biết con trả lời sao không? Con nói chỗ này cũng ok, it's ok. Không có chê đâu á, con nói là cũng được. Con nói là it's ok, con không có khen là good. Trời ơi, phản ứng liền. Con á, thí dụ như con dẫn bạn bè con đi ăn đi. Con dẫn mẹ đi ăn đi, mẹ chê con chắc nhở. Không được thì mình đi chỗ khác ngon hơn. Mình tìm những cái mới chứ con đâu có nói con trả tiền mà chê. Thôi mất nhà đi, đừng ăn nữa. Con thấy không? Đâu có nào đâu. Mẹ thấy đúng không? Thì giờ nên nó dơ chứ. Thì đó. Mà có nhiều đứa nó không chịu. Nó nghĩ nó trả tiền. Nó trả tiền nên nó chê. Tức là nói mì. Giống như học mì, cái vụ mì dẫn tao đi ăn của vợ. Suy nghĩ nó không có khoáng như các bạn.